Trên thực tế, những năm gần đây, ở một số tỉnh thành phố của Việt Nam có xuất hiện rải rác cả các bệnh bạch hầu, đặc biệt là với người chưa được tiêm nhắc lại hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng. Chính vì vậy, khi nghe thông tin có bệnh nhân dương tính với bệnh bạch hầu và đã tử vong, người dân không tránh khỏi hoang mang, lo lắng. Vừa rồi trên đài báo TV có thông báo các ca nhiễm bệnh thế này nó có thể dẫn đến đại dịch, đề nghị các cơ quan có chức năng và bên ngành y tế quan tâm và để làm sao để cùng người dân dập dịch an toàn và bảo đảm cuộc sống cho nhân dân. Với cá nhân em thì cũng khá là cảm thấy là lo lắng, nên là em muốn là có những cái biện pháp kịp thời để có thể bảo vệ cho sức khỏe cũng như là tâm lý của người dân. Theo quan điểm của em thì việc phòng chống các cái bệnh cũng như là ngăn ngừa cái sự lây lan đối với cộng đồng là một cái việc vấn đề rất là quan trọng. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn chẩn đoán giám sát và xét nghiệm bạch hầu trong chương trình mở rộng cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các cán bộ y tế dự phòng, các y bác sĩ trực tiếp điều trị được cung cấp đầy đủ các thông tin, kiến thức về bệnh bạch hầu. Ngoài ra là các kiến thức về xử lý ổ dịch, giám sát cộng đồng và truyền thông phòng chống dịch. Chúng tôi xây dựng kế hoạch đầu tuần sau là triển khai ngay công tác tập huấn và chỉ đạo tất cả các trạm y tế là nắm bắt lại thông tin về thuê phát triển sớm và có cái biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Ngay khi nhận được thông tin về một số ca mắc bạch hầu ở một số tỉnh, đặc biệt đã có một trường hợp tử vong, thì trung tâm đã chủ động các biện pháp để thực hiện cái công tác phòng chống dịch bạch hầu. Chúng tôi đã chủ động tuyên truyền cho cán bộ y tế, người dân các cái biện pháp để phòng tránh dịch lây lan, chủ động giám sát, sàng lọc, kiểm tra trường hợp nghi ngờ có triệu chứng về bạch hầu. Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của bệnh bạch hầu, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn thuốc men dự trữ để điều trị cho bệnh nhân. Nếu địa phương có người bị nhiễm bệnh, trước mắt các cơ sở y tế đang tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân nắm bắt thông tin, hiểu và nâng cao ý thức phòng chống bệnh. Trước tình hình diễn biến bệnh rất phức tạp, thì trạm y tế là làm công tác tuyên truyền để người dân trên địa bàn toàn phương nắm được kiến thức cách phòng bệnh để mà phát hiện sớm, để mà có hướng điều trị kịp thời tránh lây lan cho cộng đồng. Hiện tại trạm y tế cũng chuẩn bị một cơ sở thuốc để chuẩn bị cho công tác phòng chống dịch sắp tới. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, không quá hoang mang, lo lắng và đặc biệt là không tự ý tiêm chủng vaccine khi chưa có hướng dẫn khuyến cáo cụ thể của cơ quan y tế.